Quý vị và các bạn thân mến, Tết đến xuân về là niềm vui chung với tâm trạng hân hoan phấn khởi của tất cả những người con Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, giữa biển khơi mênh mông sóng nước, trong không khí đón Tết của các cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây cũng rất là rộn ràng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận tại xã đảo Song Tử Tây và xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ngày Tết đối với những người lính ở Trường Sa cũng rất thiêng liêng. Đó là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đánh dấu sự chuyển động, phát triển sau một năm công tác, thực hiện nhiệm vụ trên đảo. Tết nơi đảo xa không ồn ào, náo nhiệt, nhưng ấm tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân gắn kết. Đây là lần đầu tiên tôi ra đảo và tổ chức đón xuân, đón Tết tại quần đảo Trường Sa. Thì trước tiên tôi rất vinh dự và tự hào được người quân nhân, chiến sĩ hải quân được đón Tết ở ngoài đảo. Thì bên cạnh cái nhiệm vụ đón Tết thì bản thân cũng bồi hồi xúc động trước những món quà, hàng hóa, nhu yếu phẩm được gửi từ đất liền tới tay cán bộ, chiến sĩ và người dân, đông đầy tình cảm, yêu thương dành cho những người con đang xa quê hương làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và những ngày này quân và dân lại cùng nhau giao lưu văn nghệ, thể thao, gói bánh chưng, đặc biệt gói bánh chưng ở đảo rất khác là gói bằng lá bằng vuông. Qua từng hoạt động đó lại tô thắm tình cảm đoàn kết gắn bó giữa quân và dân. Song song với lại cái công tác sẵn sàng chiến đấu thì ngoài ra đảo tiến hành là tổ chức các cái hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, rồi tiến hành là tổ chức các cái hoạt động như thi gói bánh chưng, gặp gỡ và động viên những đồng chí quân nhân có những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo bận rộn hơn để chuẩn bị cho các hoạt động chào đón năm mới 2023. Trên các hòn đảo xa xôi, nhưng vẫn có bàn thờ Bác, bánh chưng, mâm ngũ quả, cành mai, cây quất hay các trò chơi dân gian vui nhộn, đủ đầy các hương vị truyền thống để các chiến sĩ vui xuân đón Tết.